Ôi ôi, cảnh này phải nói quá đẹp luôn rồi. Hiện tại mình đang ở chỗ gì đây? Clip of Mo. Bự còn hơn con người không? Đây, đang đứng kế bên mình đây. Và chó bự nhất luôn á. Cảnh này đẹp. Đó, chuẩn bị mặt trời lặn nha.